Thưa quý vị, các bản tin có liên quan đến Việt Nam sẽ trở lại trong phần tin 24 giờ ngày hôm nay. Những người yêu nước và biểu tình chống luật đặc khu bị nhà cầm quyền Hà Nội đem ra xử tù. Tòa án của Cộng sản tại huyện Bắc Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 người dân biểu tình ngày 11 tháng 6 vừa qua tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Đây là những người bị công an và các báo ở Việt Nam cáo buộc về tội gây rối trật tự công cộng do họ đã tham gia biểu tình hôm 11 tháng 6 để phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng. 15 người phải ra tòa đều còn rất trẻ, từ 18 đến 33 tuổi. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt những người này từ 2 cho đến 4 năm rưỡi tù, trong đó người được án nhẹ nhất đó là anh Ngô Đức Thuận, chưa tròn 18 tuổi, 2 năm tù. Người bị nặng nhất là anh Phạm Thanh, 4 năm rưỡi tù. Cùng thời điểm, 32 người khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố về tội gây rối, đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đáng lưu ý, trong cuộc biểu tình ở Bình Thuận, công luận quan tâm đến trường hợp của anh Nguyễn Minh Kha, người mà gia đình tố cáo là anh đã bị đưa vào đồn và một nhóm công an bịt mặt thay nhau tra tấn khiến cho anh bị thương tích đầy mình. Thay vì có hành động điều tra, nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận sau đó lại truy tố anh Kha tội gây rối trật tự công cộng. Thông tin của blogger Nguyễn Thúy Hoạnh cho biết những người ra tòa vào hôm 26 tháng 9 đều không có luật sư bảo vệ. Tội của họ chỉ là tội yêu nước và chống nguy cơ mất nước vào tay tàu cộng qua cái gọi là luật đặc khu. Thưa quý vị, động đất gần khu vực thủy điện Sông Tranh ở Quảng Nam. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã thông báo vào sáng ngày 26 tháng 9, một trận động đất 3,1 độ Richter đã xảy ra gần đập thủy điện Sông Tranh 2. Tin nói rõ trận động đất xảy ra ở độ sâu hơn 8 km, vị trí tâm chấn nằm trong khu vực huyện miền núi Bắc Trà My, gần đập thủy điện Sông Tranh 2. Và đây là trận động đất lần thứ 74 xảy ra tại khu vực này tính từ đầu năm 2017 cho đến nay. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh đã giải thích rằng, ở nơi các công trình thủy điện lớn thường xảy ra các trận động đất kích thích, sau một thời gian nhất định sẽ hết. Nhưng đối với thủy điện Sông Tranh thì trường hợp đặc biệt tuy có giảm về cường độ nhưng số lượng lại không giảm. Khi bắt đầu có những trận động đất sau khi thủy điện Sông Tranh tích nước, dân chúng địa phương khá hoang mang, nhất là một số nhà cửa của họ đã bị nứt bởi chấn động gây nên. Đánh bắt thủy sản bất hợp pháp sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng. Truyền thông trong nước cho biết tin vừa nêu vào ngày 26 tháng 9, dẫn lời khẳng định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam rằng biện pháp xử phạt như thế nhằm tác động vào ý thức của người dân, ngăn chặn các hành vi vi phạm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bộ này quyết định sẽ nâng mức phạt tiền tăng gấp 10 lần so với mức hiện hành đối với các hành vi vi phạm khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam. Mức phạt tiền tối đa lên đến 1 và 2 tỷ đồng trong lĩnh vực thủy sản. Trong các năm gần đây, nhiều ngư dân Việt Nam đã bị bắt giữ khi đánh bắt thủy sản trái phép ở vùng biển của các nước khác. Hồi hạ tuần tháng 10 năm 2017, Ủy ban nghề cá Âu Châu quyết định cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản nhập cảng từ Việt Nam vào thị trường EU, đồng thời đưa ra 9 khuyến nghị trong đó có hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp. Đề nghị cho chuyển nhượng lại đất ở Bắc Văn Phong. Thưa quý vị, đây là thông tin được Chánh Văn phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa là ông Trần Xuân Tây đã nói với báo chí vào chiều ngày 26 tháng 9. Trong công văn, huyện Vạn Ninh nêu rõ, thời gian qua, việc quản lý đất đai ở địa phương này đã được tăng cường và hiện đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, nhiều hồ sơ về đất đai của người dân nộp nhưng huyện Vạn Ninh không thể tiếp nhận. Vì vậy, huyện đề nghị tạo điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Trước đó vào ngày 9 tháng 5, tỉnh Khánh Hòa đã ra công văn yêu cầu phải tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện tách thửa cho đến khi luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt hay còn gọi là luật đặc khu có hiệu lực. Huyện Vạn Ninh là nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt hay còn gọi là đặc khu Bắc Văn Phong. Thời gian qua, công luận phản đối mạnh mẽ dư luận đặc khu cho nước ngoài thuê đất 99 năm. Lý do phản đối vì có ý kiến cho rằng như thế không khác gì là nhượng quyền cho nhà đầu tư, mà trong tình thế hiện nay, giới đầu tư Trung Cộng sẽ thâu tóm những đặc khu như thế. Trong thời gian vừa qua, báo chí thường xuyên phản ánh tình trạng gom đất, sốt đất ảo tại huyện Vạn Ninh. Bản tin giải trí tiếp theo cho biết công nương Meghan Markle một mình tham gia buổi triển lãm nghệ thuật hoàng gia lần đầu tiên. Meghan Markle đã tham dự buổi khai mạc triển lãm Oceania mới của London vào tối thứ Ba 25 tháng 9 trong buổi ra mắt một mình lần đầu tiên kể từ khi cưới hoàng tử Harry của Anh Quốc vào tháng 5.
Meghan, 37 tuổi, người được chính thức công nhận là nữ công tước xứ Sussex, đã đến thăm Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, nơi có khoảng 200 tác phẩm được trưng bày. Triển lãm bao gồm đồ trang trí và hình ảnh từ khu vực Thái Bình Dương mà Meghan sẽ ghé thăm với Harry trong tour diễn nước ngoài đầu tiên của họ vào tháng tới. Triển lãm trong đó bao gồm các nghệ thuật từ Melanesia, Micronesia, Polynesia và New Zealand, đánh dấu 250 năm kể từ khi nhà thám hiểm người Anh James Cook khởi hành tàu HMS Endeavour đi đến Nam Thái Bình Dương. Công nương Meghan đã xem các đồ tạo tác kéo dài 500 năm của triển lãm này. Thưa quý vị, bộ phim A Thousand Year Night có nội dung về cựu tổng thống của Uruguay, José Mujica. Đạo diễn A Thousand Year Night là một bộ phim lấy cảm hứng từ việc cầm tù cựu tổng thống Uruguay, José Pepe Mujica cho biết, công việc của ông dự định khám phá ranh giới của tình trạng con người và phản ánh một người luôn được tự do lựa chọn con đường của họ, ngay cả trong trường hợp xấu nhất. Bộ phim do đạo diễn người Uruguay, Tây Ban Nha, Alvaro Bucena, đạo diễn được ca ngợi tại Liên hoan phim Venice năm nay, nơi bộ phim được công chiếu lần đầu tiên trên thế giới và sẽ được phát hành tại Argentina vào thứ Năm ngày 27 tháng 9. Bộ phim là một cuộc hành trình đến các ngục tù giống như ngục tối nơi Mujica và gặp hai nhà bất đồng chính kiến khác đã bị cô lập trong bóng tối và có điều kiện giam vô nhân đạo trong 12 năm trong chế độ độc tài Uruguay 1973-1985 và cách họ đã sống sót qua khỏi thời gian này. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Năm ngày 27 tháng 9 cùng với Thiện Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời nắng nhẹ và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 65 và thấp nhất vào ban đêm là 58 độ. Gió đông bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố New York trời nắng nhẹ và mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 68 và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ. Gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Thủ đô Washington DC trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 65 và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ. Gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có khoảng 60% xác suất mưa kéo dài đến chiều tối. Khu vực Atlanta trời nắng nhẹ và có nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 81 và thấp nhất vào ban đêm là 69. Gió tây nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Orlando trời nắng nhẹ và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 93 và thấp nhất vào ban đêm là 77. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có khoảng 20% xác suất mưa. Chicago trời nắng và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 71 và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ. Gió tây nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Dallas trời có nhiều mây và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 77 và thấp nhất vào ban đêm là 62. Gió bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố Houston trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 82 và thấp nhất vào ban đêm là 72. Gió bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 60% mưa vào buổi sáng, thỉnh thoảng có dông và sấm sét. Chuyển sang khu vực Seattle, trời có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 71 và thấp nhất vào ban đêm là 54. Gió bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. San Jose trời nắng nhẹ và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 87 và thấp nhất vào ban đêm là 55. Gió tây bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Los Angeles trời nắng nhẹ và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 86 và thấp nhất vào ban đêm là 66 độ. Gió tây nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.